xong luôn rồi, gió mẹ xong rồi. Sao mà ui xồi, hợp lý luôn anh em à, lỗi như thế này em vẫn thích anh em ạ. Thôi chú bãi rồi, bye bye mọi người, hẹn mọi người vào clip tiếp theo nhá. Quá thơm cho một kèo gọi là mây mưa anh em ạ. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với cả channel của mình lại là Nam đây, trở lại với anh em ngày hôm nay, tiếp tục lên sóng cho anh em con thi đấu chơi nhá. Hôm nay thì nói chung là cũng chưa gõ được kèo nào cả, chưa lên được một kèo nào gọi là xanh chín với nhau cả, thì hôm nay ok thôi, tiện tay thì mình cũng làm nhẹ nhẹ vài cầu vài kèo với anh em để xem là hôm nay với cái vốn của mình như thế này, tại thời điểm hiện tại nó là khoảng cỡ đâu đó là 31 triệu, thì làm thế nào để có thể gọi là lên kèo một cách nó ngon nhẹ là một này, thứ hai là kiếm được nhiều tiền đấy, kiểu kiểu thế. Để mà nói chuẩn chỉ hơn thì bên này thì nó có những cái có những cái không gái những cái mà mình nghĩ rằng là rất ít khi anh em nào mà có thể nào gọi là chơi trải nghiệm một cách nó sòng phẳng đấy, ví dụ kiểu anh em nhìn để ý này, cầu bên này bây giờ bắt nó rất là khó rồi nha, không phải dễ như kiểu đợt trước đâu, nhưng mà nhìn hiện tại mình nhìn thấy cầu chạm một này, làm cả cầu chạm một thật sự anh em luôn, mấy hôm nay là mình bắt cầu cũng gọi là làm cầu chạm một đấy. Càng lắm anh em ạ. Mà cầu bây giờ bắt nó không được như trước anh ạ. Ây giời ơi, hồi nay mà cái bật nhiều tiền thì là có chung là có thể lên được kèo nè. Nói biết ngay mà, cầu về bây giờ bắt nó lắc lắc khó chịu ghê ạ. Lâu lâu thì mới được gọi là một hai quả kèo ngon, còn lại chứ một phần quả kèo gọi đổ rồi đấy nhỉ. Rồi, tôi sẽ làm thêm một cây nữa nha anh em nha, cầu về 1 2 3 cũng được. 1 2 3 7 củ khoai 309 này. Lên nhà. À, sợ rồi. À. Nào, 276 lên kèo. Cái này thì đúng là kiểu gọi là đẹp nhưng mà nó không gọi là quá ấy đâu anh ạ. Đấy. Úi trời ơi, 4 con 4. Thế này còn làm gì được nữa? Trời ơi. Sao mà anh ạ? Ngon ngay, ngon ngay. Đẹp hết chỗ chê luôn anh ạ. Ui. Khúc này là nhìn cũng gọi là chiến phết chứ đùa đâu. Ai, nói chung là cứ có được nhiều kèo, nhiều mẹo, nhiều lúa mì thì phúc thôi anh em ạ. Khúc này là cũng lên bỏ kèo chứ còn gì nữa. Cầu 1 2 3 rồi, về mỗi nuôi tính là bắt 3 2 1 cơ, nhưng mà nó về như thế này rồi thì tội gì mà không đơm tiếp anh em ạ. Thế 4 củ khoai nữa nha. 400k này. 24.000. Rồi ok. Kiếm tiền bây giờ phải gọi là kiếm tiền tỷ anh em ạ. Kiếm tiền bây giờ phải kiếm tiền tỷ. Không nhiều thì phải ít. 5 4 3 2 1 à. Nhảy tiền này. Ui không nhảy rồi. Không nhảy, không nhảy, không nhảy rồi. 30 tròn này. Lỗ mất một củ khoai anh em ạ. Đây thì là lỗ mất củ khoai. Cay thế nhờ. Thế này là cũng hơi hơi đau rồi đấy. Thôi nói gì thì nói cũng phải gọi là cố gắng là làm sao để trụ vững được cái tinh thần của mình trước đây anh em ạ. Còn chơi mà kiểu dạng là mẹ cứ được ăn được vài tay xong rồi bắt đầu là xong rồi thua mà thua to xong rồi bỏ luôn thì uni luôn là chỉ có đúng cái nịt thôi anh em ạ. Chơi kiểu đếu thì chả thế. Đã gọi là xác định chơi rồi thì tới từ bến anh em ạ. Làm cây. 15, 11 triệu. Chốt lãi với anh em nghỉ ngày hôm nay luôn 10 triệu chắc tay rồi đấy, tay này chắc chắn là cầu về về cầu mùa là cầu 1 2 3 3 2 1 2 3 4 luôn đấy. Đây là lúc đầu mình tính sẽ là 3 2 chạm 1 ở cái khúc này cơ, nhưng mà nó chạm về cái 3 thì được khá cao, cầu này chạy bệt rồi anh em ạ. Đấy, chứ còn tỷ lệ mà chạy ra 1 1 thì cũng hơi khó lắm anh em ạ.
7, 3, 2, 1 này, mở bát này. Biến động số dư liền. Thôi xong rồi. Mẹ. Tâm không vững thế này thì làm sao mà đỡ được anh em. Chết rồi, chết rồi. Này có biết là gỡ về nổi bờ không đây, hay là anh em ạ, vừa mới nói câu không được unin xong mà đánh tay mình một củ khoai, bắt đầu tâm bắt đầu nó không vững rồi anh em ạ. Ôi coi như mày tôi đen đi. Đấy, tay cuối cùng, tay cuối này với tay tay tiếp theo nữa, chơi đời với anh em luôn. Ý là mình may mình có lãi một tí, 1 2 triệu được, không quan trọng là nhiều. Mẹ cay thế, lúc đầu mình cứ nghĩ là thuật toán mấy này nó dễ chơi dễ bắt, nhưng mà đợt này khó bắt hơn những cái gì mình nghĩ đấy anh em ạ. Là với đào tay này khỏi đạn anh em ạ, ra gì ra tầm này rồi thì sợ cái gì nữa, tầm này thì sợ gì anh em ạ, khó lắm anh em ạ. Nào trời, hút luôn cho gì nữa, 32. Wow. Úi giời. Tiếp theo, tiếp theo. Cục này chẳng phải cầu 313 đẹp này. Làm thêm ấy. 8 củ khoai chút lãi nha. Đánh thôi mà. Ê. À trời ơi. Vãi đái rồi, từ mẹ lát kìa. Bấm một lần nó chạy thành 2 lần ạ. Vãi cả đái. Rồi xong luôn rồi. Gió me xong rồi. Sao mà ui xồi, hợp lý luôn anh em à. Lỗi như thế này em vẫn thích anh em ạ. À. Thôi chú lại rồi, bye bye mọi người, hẹn mọi người vào clip tiếp theo nhá. Quá thơm cho một kèo gọi là mây mưa anh em ạ. À.